14. Cái này được vô hộp này. Các em, chị đã lùng ra được cái con này. Hello mọi người. Hàng mới đã về. Đây là những cái thùng hàng mà người ta lại giao thiếu nè. Người ta bổ sung đó. Hơn 1 tháng luôn. Với lại cũng có một cái phần hàng bài đó. Bạn mở hàng mới. Giờ mình sẽ khui. Bữa giờ bận quá cho nên là không có quay cái clip nào hết trơn á, mong mọi người thông cảm nha. Các em hãy cho chị một like cho video này nha, nhớ thả tim nha các em. Các em biết cái thùng nhỏ nhỏ là đã gì đây? Nó phải bổ sung những cái con quay mà bộ ba vị thần mới được. Không biết là có bộ ba vị thần không á. Rồi, bộ ba vị thần đã về rồi. Chúc mừng nha những bạn mà đã đặt nè, trong đó có hai bạn, chỉ có hai bộ thôi các em ơi. Với lại là có bạn đã đặt rồi. Đây, bộ ba vị thần. Để coi chị coi có đủ không. Nó không có hàng cho nên nó là chị đặt được mấy con này mà con lẻ. Trong này thì có hai bộ đầy đủ thôi, chứ còn hình như là có 5 con lẻ. Đây, 5 con lẻ này nè. Hai con màu xanh, hai con này màu xanh, hai cái con này với cái này là bộ 5 con nè. Ôi, thêm được mấy cái cây mỡ bằng sắt nè, ba cây mỡ bằng sắt. Trời ơi, hàng nó không có. Đợt này nữa là chị không có đặt nano nữa đâu nha các em. Có bạn nào mà đặt hàng chị mới đặt, chứ chị không có ship nano về nữa. Rồi, bộ ba vị thần hay hơn quá, hơn là mấy bạn không có bị trả tiền gì. Bót không phải, không biết nữa cái này là gì. Cái này mẹ nghĩ là hàng giao thiếu. Cái này là bộ của phụ kiện Nado 3 nè, nó giao thiếu nè. Cái kiện hàng này là kiện người ta đã giao thiếu mà. Còn cái thùng bự mới là hàng mới á. À, không phải. Bay Blade. Wow. Bay Blade mới nha. Ice Dragon. Cái này là có mấy bạn đã nhờ chị ship hộ, cho nên nó là chị có đặt về nha các em. Chỉ có ba mẫu thôi. Sao vào Chris? Slap vào Chris. Rồi. Wow. Mới nè, 2009. Trời, nhưng mà cái hộp này nó nhỏ, mà cái hộp nó cũng khác ghê luôn á các em. Này, cái hộp này nó hình tam giác luôn á. Nhìn dễ cưng quá. 2009 mới rồi các bạn ơi. Đây là cái con màu xanh lá. Ủa, cái gì vậy? Ừ. Thì tổng cộng là có 3 mẫu mà. Tại có hai bạn kia đặt cho nên nó là mẹ đã ship về và cho con một bộ luôn. Mình rồi, cái con Tuấn Tài à? Không, Tuấn Tài không có đặt. Minh Thiện. Minh Thiện đặt không? Ừ, với một người nữa ở trên mạng. Rồi, đây là hàng bay. Trời ơi, mấy cái hộp này nó cưng ghê luôn á nha. Các bạn muốn có hai cái dòng này nè. Cái hộp này nó khác so với Bayblade nè. Mình muốn có hai dòng này nè, hai dòng này gắn vô Ice Dragon mạnh lắm. Thôi mở, ông không biết chịu rồi, nó hơi tào lao quá thôi. Đúng rồi. Đây, đúng rồi. Rồi, mình mở cái thùng mới đây, thùng mới đây, thùng bự. Hay quá, hai cái thùng này rất là thích luôn. Đây, cái thùng bự này. Cái này là cái gì đây, không biết nữa. Wow. Trời ơi, tóm lại là phụ kiện của Nado 3 có bạn đặt thì chưa thấy gì à. Hư. Thôi, kéo thùng nhỏ nhỏ đi. Đây. Thùng này cho mở trước đi. Ủa, cái gì đây? Đèn đấu. À, cái này là bộ Nado 3. Nado 3 có bạn đã đặt á. Đây, bạn nào mà đặt Nado 3 nhớ liên hệ với chị nha. Ừ. Cái này là bộ mấy cái bộ phiên bản giới hạn của Nado 3 nè. Được, đây 4 bộ. Các em có muốn chị mở ra cái mẫu cho các em xem không? Cái này là mẫu này các em thấy rồi đó. Trời ơi, nó bám bụi chứ. Bám bụi với cái hộp nó hơi bị bung ra nè.
đây là một bộ nữa, mà không biết cái bộ này là cái bộ gì đây. Nó là mã 401. Này là 408, này là 401. Chị mở ra thử coi. Ồ. Cái bộ này hôm bữa trước rồi chị có về một bộ rồi nè. Cái bộ này là bộ này cũng 408 luôn, 408 hai bộ. 408 hai bộ. Cái này là 410. 410 có một bộ hả? Kỳ vậy ta. Lại bị thiếu hàng nữa ơi các em à. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Rồi, để đây. Rồi, cái thùng nhỏ nhỏ. Trời ơi, phụ kiện bằng sắt của Nadoba. Đừng nói là thiếu nữa nha. Cái đó là thiếu 2 tháng rồi. Gì đây? Trời ơi, chiến xa thần thú mới nè các em. Cũng là phần 3 nhưng mà cái phiên bản mới nhất luôn đó. Nhưng mà cái hộp này chị thấy nó không có được đẹp ha. Lại nó đóng vô vỉ nè. Ồ, nó đóng vô vỉ hết các em ơi. Đợt này Audi nó chơi đóng vô vỉ vậy cho tiện ship hàng hay sao ta. Nhưng mà chị thích vô hộp hơn, không thích vô vỉ gì đâu. Một con chiến xa chỉ có một cái đồng xu hả ta? Có một đồng xu à, kỳ vậy. Phần 3 thì nó bắt xu nhiều lắm mà. Cái này cũng có một đồng xu à, nhưng mà thôi kệ, xu chị cũng nhiều rồi. Các em hãy nhớ cho chị một like nha. Rồi chị sẽ khui, ơi cái vỉ này nó hơi bị rớt rớt ra rồi nè. Chị sẽ khui chiến xa thần thú mới nha. Tuy nhiên thì đợt này chị thấy chiến xa thần thú nó lại không có đẹp lắm. Nó không có đẹp bằng phần 2 á. Phần 2 là quá đỉnh luôn. Trời ơi, nó cho chị mấy cái đồng xu xấu quá. Về đây, để coi mấy mẫu à. Mẫu này là số 21, số 19. 219, 20. 21. 19, 20, 21. Cái này số 18. Này số 17, 17, 18, 19, 20, 21. Rồi. 5 mẫu. Rồi chị coi cái thùng khác coi. Bởi vì chị là sưu tập chiến xa thần thú cho nên nó là chị phải sưu tập hết mấy cái phần của chiến xa thần thú mới được. Hy vọng là đợt này không có thiếu hàng nữa để mấy công đi kiện cáo mệt quá. Đó, chiến xa thần thú, cái con VIP nhất đây, cái con mà hôm bữa mà chị có kiếm mua ra một cái video mà nó bắt một dầm 5 cái xu luôn nè. VIP nhất, nó mắc lắm á các em, mắc kinh vậy á, nhưng mà cả tao mua. Đây, chị có ship được 2 con nè. Đó. Chiến xa thần thú đợt này á, chị thấy nó không có được đẹp. Với lại giá nó cũng cao nữa cho nên chị không có mua về bán nha. Em nào mà muốn chị đặt hàng thì chị đặt hộ thôi. Cộng hết cho chi phí hàng với phí ship các em trả cho chị là được. Nhưng mà chị không có đặt về bán đâu. Con số này số 13. 14. Cái này được vô hộp này. Các em, chị đã lùng ra được cái con này. Đợt trước con này chị đã tặng cho con một cái bạn trúng thưởng con giải nhất hay giải nhì gì đó. Nhưng mà bạn đó lại thích con khỉ đục kinh công cho nên là chị nghĩ là thôi chị cũng tặng cho bạn đó đi. Xong rồi cuối cùng là chị tìm không ra con này. Tìm con đó là cách đây từ cái đợt đó tới giờ là gần 2 năm trời rồi. Và cuối cùng bây giờ chị đã tìm lại được. Thế là cái bộ sưu tập của chị nó đã đủ rồi nha các em. Đây, cái hộp này hộp mới. Số 9 nè, khỉ đục kinh công nè. Mà hả, bây giờ chị mua con này là gấp 3 lần tiền của đợt cái con đó nha. Trời ơi, thiệt tình á, thấy chị á hả? Không hiểu chị luôn. Đây, con số 12, 13, 14.
12, 13, 14. Cái này là 12, 13, 14 nha. Rồi con này là con số 15. Rồi con số 16. Rồi kia là 17, 18, 19, 20, 21. Đó. Thì tổng cộng là có chiến xa thần thú phần 3 đợt này á, của mẫu mới là chỉ có 10 mẫu thôi. Nhưng mà chị thấy là mấy cái mẫu 12, 13, 14 thì còn thấy bỏ vô hộp thấy đẹp đẹp nè. Còn 17, 18, 19, 20, 21 không biết là thì sao, nhưng mà chị thấy vĩ là không thích rồi. Bữa nào chị sẽ khui nha. Nhớ cho chị một like nha các em, nhớ cho chị một like nha. Bấm like, thả like đi nào. Ít like quá à, buồn, làm biến ra video. Làm video cực lắm các em, mất thời gian nhiều lắm bộ. Rồi bây giờ là có tới một cái thùng này. Vấn đề là chết rồi, cái hàng phụ kiện Nado 3 bằng sắt mấy bạn đặt 2 tháng trời rồi không có giao được. Nó không biết nó có giờ nó có trả về cho chị không nữa. Cái gì đây? Rồi cuối cùng lại thiếu hàng nữa rồi, bảo đảm rồi, thiếu hàng rồi. Bot 2. Bot 1. Cái bot 1 5 bộ của bạn nào đặt đây, 5 bộ này. Rồi. Thiếu phụ kiện bằng sắt rồi các em ơi, phụ kiện của Nado 3 bằng sắt. Và một số hộp của Nado 3. Cái gì đây? Trời ơi, chết rồi, các bạn kia đặt cái con Linh Dương thần tốc. Mà bây giờ cái hộp của Linh Dương thần tốc nó nát bèn bét về đây, chết rồi. Biết bạn đó có chửi chị không nữa. Bạn nào xem video của chị mà đặt cái con Linh Dương thần tốc này hãy thông cảm giúp chị nha. Nó hơi bị mớp thôi, chứ cái vỏ hộp thôi giờ ship về chị cũng không biết làm sao. Nó bị mớp một chút thôi, hy vọng là thông cảm chứ giờ hơi bó tay. Đây Linh Dương thần tốc này. Rồi, tiếp tục kiện cáo nữa rồi, lại thiếu hàng nữa. Sao lần nào về cũng thiếu hàng sao ta? Ghét gì đâu luôn nha. Tổng hợp hàng về là tà bót nè. Rồi chiến xa thần thú nè. Rồi Nado 3. Cái này á, là chị đặt 6 bộ cho bạn nè. Nhưng mà nó về có 4 bộ nè. Đó. Chiến xa thần thú là đủ rồi nè. Bộ ba vị thần nè. Rồi cuối cùng là thiếu cũng nhiều quá vậy. Buồn ghê á. Thôi bây giờ chị đi kiện nữa đây. Mong mến chào các em nha. Nhớ cho chị một like cho video này nha. Chị sẽ khui hộp sau ha. Bye 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 bye.